tốt nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh đạt 0,75 điểm môn văn vì chỉ chép lại đề bài. Nani? Biết vậy thì chép lại 13 lần là đã âm chọn 9,75 điểm rồi không phải sao? Nhanh trí lần sau thi lại chép lại 10 lần là độ tốt nghiệp. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Năm ngoái thì là không điểm rồi. Chép lại đề 3 lần, một thí sinh ở thành phố Hồ Chí Minh bị không điểm môn văn tốt nghiệp. May là nó còn biết chữ. Không phải 75 điểm đó là điểm chấm ưu tiên cho học sinh biết đọc và biết chữ thôi. Ý của thí sinh này là câu trả lời đã nằm trong câu hỏi, cán bộ chấm thi tự suy ra đáp án hoàn chỉnh. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cậu bé Angola không tin vào mắt mình khi người hôm trước cậu được cơm má lại chính là hoa hậu. Sao không đưa ảnh này cho bé coi đặc sốc tập 2? Hả? Lôi bị sốc, lôi sung sướng, lôi đột biến. À đầu. Thằng con cả giống bố y đúc luôn. Oh my god. Tưởng hoa hậu thế nào, hóa ra cũng chỉ được cơm má mình, lôi con nghĩ. Tuổi trẻ ai mà chả có sai lầm, biết thế hôn tới tấp rồi. Người hôn mình là hoa hậu, người đang ôm mình là chồng của hoa hậu. Bà làm hoa hậu mà chả nhảy chút nào, tôi nhảy muốn tụt cái quần được có á hậu hai à. Wow. Cháu tiếp 1 thì chú tiếp 10. Nhìn uy tín thế cơ mà. Xong sau này nó bảo hồi bé lúc tao khóc hoa hậu còn phải dỗ tao nghe oai bãi lều. Có nhớ chưa? Chả có gì sốc ở đây cả. What the hell? Quan sát thật cẩn thận, ghi chép thật cụ thể. Không có điều kiện thực hành thì mình phải học lý thuyết thật vững. Nếu bạn không ngại thì người ngại không phải bạn. What? Sau này người yêu mà hỏi sao bảo mới yêu lần đầu mà điêu luyện thế thì có câu trả lời rồi đấy. Quá chuẩn luôn. Quá bận rộn với công việc mà không có thời gian yêu đương. Chris Evans đang cần tuyển vợ để giúp mình quản lý khối tài sản ít ỏi trị giá 80 triệu đô la Mỹ. Em có kinh nghiệm làm vợ và mẹ 6 năm, xin chân ứng tuyển ạ. Nếu anh không chê thì em xin chân, hay anh được biết anh đang tuyển vợ. Em không biết tiếng Anh, em chỉ giao tiếp với anh từ A á ớ được không ạ? Phải âu yêu, come on nhé. Ôi trời ơi. Các bạn ngừng đăng bài về Chris Evans đi. Anh ấy đã có vợ rất xinh và đanh đá. It's a me. Khối tài sản 80 của Biden cộng với cái chày khổng lồ anh từng post lên Twitter thì chắc khối chị em đua nhau nộp CV. Quá chuẩn luôn. Em có ba bích, sổ hộ nghèo, con thương binh lại dân tộc thiểu số nha anh trai. Hồi xem Captain America một ngồi trong rạp tự nhiên nghe tiếng lộc bộc, tôi quay lại phía sau hỏi tiếng gì thế nhỉ? Tiếng trứng rụng anh ạ. Nhìn anh ấy bọn em rụng hết cả trứng. What? Đây, nộp sớm diện sớm anh nhé. Đơn xin làm vợ gửi Chris Evans. À đâu. Chú làm rể Việt Nam không ạ? Có thể tuổi bố cháu với chú cách nhau chút chút thôi, nhưng mà sau khi chúng ta về chung một nhà, ngoài để quản lý tài sản và những công việc gia đình khác, cháu có thể đổi con iPhone 7 Plus vỡ màn hình này cho chú. Chắc chú nhớ nút home lắm. Nút home của cháu vẫn rất ngon và chưa bị mất bân tay.
Em không ngại người ngoại quốc đâu anh. Anh mạnh dạn lên. Tuy em đẻ rồi nhưng em chưa cưới. Hơn hết em cũng không hề chê anh, nên em tạm chấp nhận nhé. Liên hệ với em qua inbox nha. Cực hot tour du lịch vũ trụ giảm giá cực mạnh, từ 2,9 tỷ xuống chỉ còn 1,2 tỷ. Rẻ quá, có áp dụng mã giảm giá shopper không? À đâu. Rẻ quá nhưng mình sợ độ cao nên thôi. Với cả đang bay có được mở cửa cho thoáng không chứ sợ bị say lắm. Nani? Tuyệt quá, thế là kiếp sau đủ tiền để đi rồi. Em còn thẻ giảm 50% khi thanh toán qua ShopeePay, dùng được không ạ? Nào giảm xuống còn 1 triệu thì em đi. Tài chính gần 1 tỷ, cụ thể là 2 triệu thì trả góp được không ạ? Bạn Thắng Hoàng thắc mắc, tại sao khi đến ngày rụng râu, các chị em không đem chỗ đó đi hiến máu ạ? Sao mày không, đòi đem đi đánh tiết canh luôn đi Thắng. Hiến máu đó để truyền cho mấy thằng như Hoàng Á, từ đó có câu máu lều dồn não. Bạn Thắng không thắc mắc đâu nhé, chỉ có bạn Hoàng thắc mắc thì đang bó bột rồi. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Vì nếu mà đem đi hiến thì phải chờ nằm yên một chỗ tận 3-4 ngày. Còn nếu vắt từ băng vệ sinh ra thì nó không còn được tươi và nóng hổi nữa nhé. Em vui tính nhỉ, đọc mấy bài em phê mà anh cười suốt. Thế à? Ừ, xinh hơn tí thì tốt. What the hell? Không xinh anh còn thấy thú vị thế. Xinh thì anh làm gì có cửa mà chát với chip. Bánh tráng nướng hay bánh tráng trộn giờ mày? Nướng đi. Nhưng mà trộn thì nhiều topping hơn, với cả có trứng cút ăn đã lắm. Ok, thế thì ăn trộn nha. Nhưng mà bánh tráng nướng thì giòn, ăn nóng hổi mê ơi là mê. Bạn đã chặn tin nhắn và cuộc gọi từ tài khoản Facebook. Hiểu kiểu gì? Mua bịch bánh tráng trộn đem nướng là xong mà. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.